Xin chào các bạn nha. Thưa các bạn là đôi loa Bongo Saba Green Coin đóng thùng kiểu Bongo theo thiết kế của người Đức. Hôm nay Khang Audio làm để phối ghép với một hệ thống và để bán hàng cho các bạn. Đó chính là gồm có một cái đôi loa Bongo, một âm ly đèn 300B và một cái đầu giải mã Pioneer N30-AE. Bộ này là Khang Audio đã set up và hệ thống của nó âm thanh rất hoàn hảo. Thông tin về giá thì Khang Audio để ở trên trên trang web khang-audio.com. Video này sẽ để minh họa cho cái hệ thống đồng bộ đó. Giá và cách thức mua hàng Khang Audio xin mời các bạn tham khảo trên trang web khang-audio.com. Và hệ thống này thì Khang Audio báo cáo là sẽ bảo hành âm ly đèn là 1 năm, loa thì bảo đảm là chất lượng cao và củ loa là của Saba Green Coin. Pioneer thì bảo hành theo hãng và giá bán, cách thức bán hàng thì Khang Audio bán hàng và ship hàng toàn quốc. Các bạn nào chơi hay thì xác nhận cho Khang Audio, và nếu mà không hay thì các bạn là trả lại cho Khang Audio và Khang Audio hoàn 100% tiền. Riêng các bạn không sử dụng của hàng của Khang Audio trong thời gian nghe thử 5 ngày thì hoàn toàn có thể trả lại, và các bạn chỉ khỏa chịu một khoản phí thôi, đó chính là phí vận chuyển 2 chiều từ Khang Audio đến các bạn, và khoản vận chuyển ngược lại từ các bạn về Khang Audio. Rất hy vọng là các bạn đón nhận cái sản phẩm này và mua ủng hộ Khang Audio trong cái cuộc chơi này nhé. Xin mời các bạn nghe thử một cái đĩa nhạc Flamenco mà Khang Audio đang trình diễn ở đây. Đây, xin mời em bật chưa? Thank you.
Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Xin Khang Audio xin tiếp thu và tiếp nhận các cái đơn đề nghị mua hàng của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.